Xin chào em, chúng ta sang bài mã số ID là 420, làm trong khóa tổng ôn lý thuyết hữu cơ phần đếm đồng phân những hợp chất có vòng thơm. Bạn nào mà đuối phần này các em có thể là tham gia khóa học bằng cách truy cập trực tiếp vào cái trang web trên đỉnh này. Quay lại cái bài mã số ID là 420. Thì ở bài này, việc đầu tiên là các em phải tìm ra công thức phân tử là không có gì khó cả. Các em từ tỷ lệ khối lượng các em chuyển về tỷ lệ mol và các em có là C7H8O2. Bước tiếp theo là các em nhẩm pi cộng vòng của thầy bằng 4. Như vậy nó làm trọn gói trong vòng nhân thơm. Suy ra các nhóm chức ở bên ngoài phải không có chứa pi. Đó là điều đầu tiên. Thế thì ở đây các em nhìn thấy có hai oxy. Như vậy nó không thể là axit, không thể là ester được, mà bắt buộc phải là hai OH này của thầy, phải suy luận nó là hai nhóm OH rồi. Đó, hai nhóm OH vì hai nhóm OH đó không có chứa pi. Vấn đề đặt ra là các em xem là người ta có yêu cầu là của phenol hay là của ancol không thôi. Điều kiện X phản ứng với natri thu được số mol khí hydro bằng số mol của X. Điều này chắc chắn là nó có hai hydro động rồi, vậy là hai nhóm OH chắc chắn rồi. Hỏi có bao nhiêu đồng phân? Vậy người ta yêu cầu các em là viết những đồng phân có hai nhóm OH. Như vậy, các em sẽ có những trường hợp sau đây. Một nhóm OH của ancol, một nhóm OH của phenol thì thầy vẽ ra kết quả được có 3 đồng phân. Trường hợp thứ hai là hai nhóm OH của phenol. Đó, hai nhóm OH của phenol của thầy thì kết quả thầy sẽ tìm ra được ở đây là 6 đồng phân. Lý do đơn giản nhất là có hai nhóm, ba nhóm thế thì hai nhóm thế giống nhau, tức là giữa trường hợp này. Các em có 6 đồng phân. Đó, rất là nhanh. Ok. Thế còn một trường hợp nữa là hai OH của ancol thì không thỏa mãn đủ số C để tạo ra hai OH đó. Vì thế là trường hợp đó không xảy ra. Như vậy chúng ta chỉ có là OH của ancol và OH của phenol hoặc hai OH của phenol mà thôi. Đáp án tổng của thầy sẽ là 9 đồng phân thỏa mãn. Đáp án B.